test cái nồi Vario 125 xe này zin nha anh em, chưa làm, mới chạy 1000 cây. Hai lát làm nồi xong test cho anh em xem khác biệt nha, chạy rung đầu luôn. Này quá đông. Rồi những video sau khi mình làm nồi xong anh em, thì mình thay cái lọc gió đồ chơi á, nó cái lượng gió nó nhiều hơn. Còn lọc gió zin nó bằng giấy á, nó vô nó kẹt bụi á, mà nó không có gió nhiều. Bố là sắt, bố là so, nồi chuông nè. Nồi dớt theo cái bài của mình á. Rồi đấy mình làm xong á, mình đắp vô test cho anh em xem khác biệt nha. Mấy xe này 125 zin thì khoảng 118-119. Đây mình test cái con Vario 125 sau khi làm nồi xong nha anh em. Mới chạy 1000 cây hả? Xua từ Bình Phước lên Vario 125 mới làm nồi xong. Bao bóc bao nhẹ luôn nha anh em. Đây là anh chủ của TBK. Lên nè. À. Đó lên nè. À chủ xe thấy xe khóc luôn. Em ru luôn anh em. Bộ là em ru luôn. Xe luôn làm dao bớt rồi.